rồi, ok, xin chào bạn tiếp theo. Hello. Em chào anh ạ. Ui giời ơi. Chạy em bao nhiêu tuổi đây? Dạ em 18 tuổi. Sinh nhật chưa hay là mới sang năm mới? Chín nữa thì sinh nhật anh ạ. Trời, khi nào mới sinh nhật? Mới tháng nữa thôi. Một tháng nữa thì vẫn là 17. 18 với 17 nó khác nhau nhiều lắm. Đến sau là có chuyện gì? Anh ơi, em đang nói chuyện trực tiếp với anh à? Em nói chuyện không trực tiếp thì em nói chuyện là với cái máy à? Em sợ là em ganh em ra nói chuyện với anh. Ui giời ơi, thôi con lại mẹ, mẹ vào trong nhà, mẹ xin phép bố mẹ nói chuyện tử tế cái không mai con ăn gì mẹ lên kênh 14 bây giờ. Hả? Ừ. Sao lại ra tận ngoài đường cái này? Chết rồi, mẹ đứng đấy nó giật cả người chứ để đấy. Em không thể nào giật được em đâu. Sau này sẽ có nhiều thằng giật em chứ không phải là một thằng đấy. Em đăng ký để em gửi bài hát đến bạn em. Rồi bạn nào nói cụ thể nhanh xem nào. Bạn khác giới. Em đã thử đặt nói cái thằng mẹ đó là người yêu với bạn trai chứ. Bạn khác giới. Nhưng mà nói bạn thì nó bao trùm nhiều thứ hơn. Rồi rồi bạn, rồi. Bạn đời á, bạn lên bạn gọi nó chung phòng, bạn chung giường. Rồi đi nào. Có thằng nào nó tuyết còi kìa, xe máy kìa, để ý có ấy sai tơ không? Em phải nhà lại. Trời ơi, đi mẹ nhanh lên rồi. Ôi, tao đưa nó khác. Chết tôi rồi, ok, thế một cuộc bạn khác giới làm sao? Nói đi thế nào nhanh, thật chưa? Muốn gửi lời yêu thương với bạn ấy. Ui trời ơi, nhìn mẹ nó học chung hay làm sao, cùng xóm à? Không ạ, hơi xa một tí. Làm sao quen nhau? Lại cũng Zalo à? Quen nhau trên Discord ạ. Quen nhau trên Discord? Úi dồi ôi, nó là Discord đi. Rồi, thế làm sao lại chơi em game? Em đọc tiếng Anh thần Việt. Rồi, ok, thế quen nhau là bố mẹ có biết không? Sao biết được? Giấu bố mẹ, chơi game mà hay làm sao được Discord nào đấy, và anh xem là có nhiều gái không? Từ Rubik Discord của anh ấy. Ôi tôi chết mẹ rồi, sao cái Rubik Discord của mình nhiều gái thế này mà mình phải đéo để ý. Tôi chết tôi rồi. Thế làm sao, thế bây giờ quen thì bạn ấy ở đâu? Em là ở Nghệ An ạ. Úi xổi xà thế, Nam Định Nghệ An xà thế. Thế nó bao nhiêu tuổi có biết không, đã nhìn thấy mặt thật nó chưa, chỉ nghe giọng của nói của nó thôi. Ừ rồi chứ. Rồi, thế nhìn nó có đẹp trai không? Đẹp trai. Đẹp trai. Tối ngủ có thổn thức nhớ về nó không? Không. Không à? Thế không cái thổn thức thì sao gửi nhạc cho nó? Vì tại bởi vì em thế này là em muốn làm kiểu trục lỗi với nó. Ôi dồi, em... trục lỗi, ôi dồi, có lỗi làm gì lớn lao thế, nói nghe xem nào. Nhiều lắm luôn ý. Nhiều lắm, trời ơi, chúng mày, thế nó bao nhiêu tuổi rồi? Bằng tuổi ạ. Bằng tuổi cũng 18, ui trời ơi, tao hỏi thật đây, không khí không phải. À không. Không, nó còn thua em tuổi. Ôi trời ơi em ơi. Tao nói thật với chúng mày biết, có khi nó còn chưa mắc xịt cơ con ạ. Ôi trời ơi. Nhưng mà sao? Nó sinh năm 2001 và thứ âm. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thế là quen nhau thì đã nói lời yêu thương chưa hay là hôm nay mới gửi? Nói rồi nói như thế nào, kể lại xem nào, kể lại cái hôm đấy hôm nay để chú nghe nào. Quen nhau được 6 tháng rồi. 6 tháng, thế là dài hay là ngắn đây này? Nó là tầm trung bình. Thế đứa nào tỏ tình trước? Đương nhiên là nó. Nó anh ấy chứ lại nói là yêu thương rồi lại nó. Thế anh ấy đầu là... tiên à? Ừ, là em không thích đâu. Ừ, biết cái em mà. Chưa thích. Nhưng mà kiểu nói chuyện nhiều ấy thôi tí. Trái tim của mình nó bị dạo dực. Úi trời ơi, trái tim dạo dực. Úi trời ơi. Làm sao? Nó dạo dực làm sao? Nó thổn thức à? Nó đập nhanh hơn không? Hả? Có. Úi tay kiểu quãng quãng. Kiểu quãng, úi trời ơi. Thế đã xác định là nút lợt để mua vé ra cho nó chăm nó chưa? Chưa, úi giời ơi. Đợt đại học này bọn em thi lên Hà Nội nè. Úi giời ơi, địt mẹ có thi được không? Thi được chứ. Úi giời ơi, địt mẹ, sao mà không nữa. Thi trượt thì chỉ có hot cut thôi con à, đấy mà.
trời ơi. Là anh sẽ học trường FPT rồi em học trường chính trị quốc dân. Úi trời ơi mẹ, cái trong câu chuyện của chúng mày. Tao nói thật đi, bây giờ mơ cái gì thực tế đi. Ok, thì mẹ giờ này còn thổn thức đi, mẹ 11 giờ rồi còn cô đây thổn thức cái gì chân tay dạo rực. Đòi cái gì FPT, chính trị quốc dân. Úi trời ơi. Bây giờ làm sao, thế làm sao, thế nó nói làm sao, nó vẽ cái gì nữa, kể chú nghe xem nào. Còn mẹ kể cho chú nghe, cái tâm sự của chú là rất là ở đây là để nghe câu chuyện chứ chú không bao giờ là phá đám. Em mẹ kể tiếp nào, nó còn hứa cái gì nữa kể chú nghe. Hứa thì hứa nhiều, chả nhớ gì. Không, thì cứ khi là ấn tượng thôi, không phải ngại. Giọng nói nó ấm. Giọng nói nó ấm, úi trời ơi, nó ấm. Tối mà hay nói chuyện. Tối mà hay nói chuyện không? Có. Tối mà, thế mấy giờ mới đi ngủ? Tối nói chuyện mấy giờ mới đi ngủ? 3 giờ sáng á. Thế chúng mày học vào lúc nào? Cùng nhau học. Cùng nhau à? Cùng nhau học lúc nào? Học lúc đêm. Đêm chúng mày nói chuyện 3 giờ sáng học lúc đéo nào? Thì cái lúc học đấy là lúc nói chuyện đi à? Đã học lại còn nói chuyện. Thế vừa học vừa nói chuyện thì học kiểu đéo gì? Thế thì cái vào chứ. Vào cái gì vào? Ui sợ kiến thức đéo gì. Ui, hôm nay anh mặc xịt nhưng mà chim anh đặt đúng ở giữa nên anh cảm thấy hơi kiểu khó chịu. Ngày hôm nay bố mẹ anh bỗng dưng kiểu phát cực bao xịt chửi anh vì anh chấm mắm bị té con mẹ nó ra ngoài bát nên là bố anh chửi anh cảm thấy cuộc sống này nó thật áp lực. Có câu chuyện chúng mày như thế không? Không. Thế câu chuyện như thế nào? Người lớn hơn cơ. À người lớn hơn, tiết cay mà chú biết hồi đấy là chú bị trẻ con ấy. Bây giờ người lớn hơn câu chuyện người lớn như thế nào? Kiểu cháu không biết làm bài. Cháu không biết làm bài rồi, ok người lớn thì nó chỉ cháu làm. Cái ngoài cái việc là nó chỉ cháu học bài nó thì còn cái gì nữa nào? Tâm sự nói chuyện. Thì tâm sự chuyện gì? Cứ kể đi xem nào, cứ giấu làm đeo. Kể cái câu chuyện nó đến thế này thì cứ tâm sự cho nghe xem nào. Bây giờ cứ kể. Không, bây giờ cứ kể, bây giờ chú nghe, chú mới tâm tư tình cảm, chú biết, chú mới tư vấn cho. Hiểu chưa? Chú năm nay gần 30 xỉ mẹ nó rồi. Đấy, chú nói mấy câu cho tin chú không thì sau này khổ lắm con ạ. Đâu bây giờ chuyện nó tâm sự chuyện gì? Ừ, mẹ chú đéo lại sờ vào được mày đâu mày sợ. Nhanh lên, nói đi bây giờ. Không bị sợ đấy chứ mà. Bây giờ kể là sao là bây giờ nó hay hứa hẹn với là lên đấy nó học FPT thì nó sẽ làm sao để gặp cháu không? Nó không hứa kiểu mấy anh hứa xuông đâu. À, thế là nó hứa những điều thiết thực. À, hứa như thế nào nào? Đúng rồi. Ừ, nó hứa như thế nào? Đấy. Hứa là Tiếp theo hứa cái đéo ấy. Hứa cái gì nói thế nào? Tiếp theo hứa đấy lên, hứa cái đéo ấy, thế nào? Hứa là sẽ cố gắng dài hơn. Cố gắng dài hơn là cái gì? Mạnh khỏe hơn. Thế nó bị yếu. Nó bị yếu hay nó bị yếu sao? Ý là thế. Ý là tao chưa hiểu. Ý là thế là ý như nào tao chưa hiểu. Tự dưng nó hứa nó khỏe mạnh hơn là thế đéo nào. Thế nó bị yếu rồi, nó bị què hay là bị sao? Thì để nó có thể chăm sóc được cháu. Ôi trời ơi, đi cái mẹ là nó tạo lên lành tỏi cho mày. Ôi trời. Đi mẹ cứu tao với. Ôi trời, đi mẹ. Ôi, đi mẹ tao mà khai tao. Chú không, cười tao. Không phải chuyện đùa đâu. Không, không, chú cười vì chuyện nó hứa. Chú cười mấy thằng chat này hiểu không? Mấy thằng chat nó không có tình yêu như cháu này. Chat sầm lồn ấy hiểu không? Nó mơ mước được tình yêu như cháu ấy. Thế bây giờ là, thế là nó hứa là nó sẽ mạnh khỏe để chăm sóc cho cháu. Vâng. Dạ. Hiện nay thì cháu có vui với cái lời hứa đấy không? Ừ, cái lời hứa đấy không làm cháu vui nhưng mà vì cái cách quan tâm của nó. À, cách quan tâm. Thế nó quan tâm với cháu hàng ngày như nào? Là dạy cháu học vì cháu học gu này. Còn cái gì nữa? Quan tâm kiểu như khi cháu giả vờ buồn ấy. Cháu giả vờ buồn luôn. Cái bài này là chú chưa biết này. Cái giả buồn như thế này, giả vờ buồn như thế nào? Kiểu hôm nay bị mẹ mắng thì vì, à, mình buồn bị mẹ mắng. Tại sao? Đấy, thế thì nó nói gì? Sau này
Giả vờ chia tay đó. À, giả vờ chia tay đó đấy. Thế nhưng mà lúc ấy nó làm sao đâu, nó như thế nào với cháu? Kiểu đây nó cũng giả vờ đau khổ ấy. Nó cũng giả vờ đau khổ, thế sao cháu lại biết là nó giả vờ đau khổ? Lỡ nó đau khổ thật thì sao? Cháu lạ gì với chú trò này? À, cháu để chú đánh giá là cháu lớn rồi đấy, cháu trưởng thành. Thế nó là vật đau khổ như thế nào? Nó lúc mà nó đau khổ nó chát với cháu làm sao? Ôi, nó nhắn tin từ một chuỗi dài. Ôi rồi nhắn tin một chuỗi dài, nó nhắn như nào? Đọc mấy cái chú nghe xem nào. Nhớ lại đọc mấy cái chú nhưng nghe. Nhưng mà giờ sao cháu không kéo xuống được? Ừ, thế lúc hình dung thôi, kẻ sơ sơ đấy, nó thường nói những câu. Tóm lại kiểu là thôi, cháu không nhớ. À thế à, ok, thế được rồi. Thế nói chung là ngày đến tóm lại đến bây giờ là cháu muốn được nói gì là với bạn ấy nè? Tớ muốn xin lỗi cậu nhiều điều tớ làm khiến cho cậu buồn, đòi chia tay nhiều nhưng mà cậu vẫn muốn giữ tớ, điều ấy cảm cho tớ thấy hạnh phúc. Thế thì ví dụ nhá. Đây là chú đặt hoàn cảnh, ok? Để cho nó, mình chuẩn bị tâm lý mà. Mình là người trưởng thành, mình phải chuẩn bị tâm lý đúng không cháu? Chú đã thi được vào trường FPT. Còn cháu đã được vào trường, cái gì nhỉ? Trường của cháu là trường cái đéo gì nhỉ? Cháu là hướng tới trường Kinh tế Quốc dân. Kinh tế Quốc dân, đây là hai đứa. Vâng ạ. Sách, valo, to lên Hà Nội. Cậu à, cậu thi vào trường Kinh tế Quốc dân. Hôm nay cậu đã lên đại học chưa? Tớ đỗ rồi. Tớ đỗ rồi á. Tớ cũng đỗ rồi. Hai đứa xét tuyển à? Ừ, tớ cái gì xét đại khái cái con cặc xét tuyển. Ừ, tớ được. Ok, bây giờ cậu đã chạy lên Hà Nội chưa? Tớ lên rồi, đang đợi cậu đây. Úi giời ơi, có thể ra được không? Có, tớ mới đáp xe lên vali, tớ chưa thèm mở luôn. Quần xịt, quần xiếc là còn đầy đây này. Mẹ tớ mới gấp cho tớ hồi sáng, mẹ tớ cũng đéo khe. Chúng mình gặp nhau được ở đâu bây giờ? Cậu chọn địa điểm đi. Tớ chưa biết Hà Nội này, tớ lên sau cậu mấy hôm mà, tớ chưa biết lên là đi đâu cả. Cậu có biết chỗ nào hay hay để đi không? Vào Đinh Ti uống trà sữa. Tiền đéo đâu vào Đinh Ti, tớ mới lên mẹ tớ cho có mỗi 1 triệu. À, thế thì vào nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà bạn mới vừa đáp xe thế thì bạn mới mệt đúng không? Ừ. Thì vào nhà nghỉ là hợp lý, tiền thì không có để đi ăn. Đúng không? Thế sao chúng mày đéo thuê nhà trọ mà? Đã, tiền bạn chưa tiền phải. Tiền đã đéo có, lại còn phải nhà nghỉ. Bố mẹ ở nhà thì phải cày tương trái thì phải gọi là cái nhúm lúa đi đéo gì nhỉ? Hả? Chúng mày có biết là nhà khổ cực như thế nào không? À, bạn từng con trâu, con bò, con gà cho chúng mày lên đấy đại học ý nhà nghỉ à? Hả? Chúng mày có hiểu điều đấy không hả? À, nhà xích hết cả tay chân này, nấm nem bùn đất để chúng mày lại đến đi nhà nghỉ với nhau à? Chúng mày còn ngồi, mày chết mày vừa mẹ mày bắt mày vào phòng đúng không? Tí nhá, tí tao sẽ tìm bằng được nhà, chứ tao sẽ mở loa to trước cửa nhà mày luôn cái chương trình talk show này. À, nó mày chết